kể ra để các bạn thấy có một cái ví dụ về cái việc học. Ví dụ một thời chúng ta sử dụng Yahoo, sau đó nó lên tới YouTube chẳng hạn. Gần đây thì chúng ta lại ít sử dụng YouTube mà chúng ta chuyển sang ví dụ như là TikTok rồi. Nó là một cái sự thay đổi mà một người làm marketing giỏi, một người làm quảng cáo giỏi đó là người phải bắt kịp xu hướng. Mà để bắt kịp xu hướng á, thì chúng ta phải cần học hỏi. Đấy, đó là cái bí quyết để mà cho tất cả những chúng ta, thực ra không phải marketing không, ngành nào cũng vậy, mình phải luôn học hỏi và tiến về phía trước. Thì đó là cái yếu tố mà để cho mình luôn có cái sự cạnh tranh trong xã hội. Nếu mà để gọi là chọn ba cái hashtag này, thì chắc là mình nghĩ hashtag đầu tiên có thể gọi là xu hướng. Bởi vì đây là một cái ngành học mà đòi hỏi, hoặc là một cái công việc mà đòi hỏi chúng ta phải luôn bắt trend, gọi là bắt xu hướng kịp thời, để mà mình có thể làm mới sản phẩm, có thể định hình mình và cũng như thu hút được khách hàng nhiều hơn. Đó là cái hashtag số 1. Mà để bắt kịp được xu hướng á, thì chúng ta phải luôn có cái sự sáng tạo. Thì đó là một cái lợi thế của cái ngành này, nếu mà bạn nào có cái sự sáng tạo. Và cái hashtag số 3 thì anh nghĩ đó là không ngừng học hỏi. Bởi vì như anh nói phía trước đó, để chúng ta không bị đào thải trong một cái xã hội nó rất là cạnh tranh về nghề nghiệp á, thì chúng ta phải luôn luôn học hỏi, tìm hiểu và tiến về phía trước.